Rồi, mình sẽ vào pick guy. Ok, let's go. Chạy thôi. Cái này như chapter 11. Mình sẽ đi theo anh chàng này xem anh ta mở cái gì. Wow, có một người đang nghe mình. Anh ta đã bị bắn. Ok, mấy chỗ này đã mở hết cửa ra rồi. Một xanh lam này. Không biết đã mở chưa. Mình sẽ ra ngó xem. Xanh lam chắc mở rồi. Xanh là cây và màu cam. Xanh là cây đây rồi. Let's go. Ở trung tâm khoảng tầm 5 phút thì chắc là không kịp, bởi vì là cái chapter này nó rất là dài. Ok, mình sẽ đi đường này xem có gì không. Anh chàng này thì đang đứng ở đây. Anh ta rất giả vờ. Một quả pháo. Oh man. Xem anh chàng này cầm cái này đi đâu. Rồi, ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. House of Slenderina. Bật lên, mình đi. Ok, mình sẽ đi bên này trước. Đầu tiên mình sẽ vào căn phòng này đi. Có gì đây? Cái cửa đây bị khóa rồi, bắt buộc phải có một chiếc chìa khóa thì mới mở ra được. Mở giấy đầu tiên. Tiếp tục đi vào trong sâu. Không có gì luôn. Let's go. Oh my god.
Oh man. Khi các bạn tìm hết là tầng 1 thì các bạn sẽ phải lên tầng 2 tìm tiếp. Ok. Bỏ thứ 2, thứ 3. Mở thứ 4, ok. Ở đây có một chiếc chìa khóa. Wow, một con đầu, đầu ma, một con ma vừa ra ngó mình. Nhưng mà nó chạy mất rồi. Rất là kinh hãi luôn. Có gì ở đây? Khi các bạn tìm hết tầng 1, sau đó thì các bạn sẽ lên tầng 2. Trong phòng này không có khóa không? Không. Ok. Một thứ 5. Ở đây thì bắt buộc các bạn phải có chiếc chìa khóa thì mới vào được. Và đây là đường lên tầng 2. Đó, các bạn đi xung quanh, sau đó tìm tất cả những món đồ ở trong ngôi nhà này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, East Horror Cloud. Let's go. Chapter 2. Bridge. Tựa game này nói về một ông gã hề. Phần 1 của tựa game này thì các bạn tiêu diệt ông ta, và phần 2 thì các bạn sẽ phải phá tan toàn bộ hang ổ của ông ta. Rồi ok, mình sẽ vào đây để lấy một màu sắt. You don't why. Không biết You don't why đang ở đâu. Chắc ở trong một căn phòng trong này. Đây rồi. You don't why. Ok. Sau đó thì mình sẽ ra ngoài và làm nhiệm vụ tiếp theo. Đó chính là mình sẽ phải mở một cửa bằng đá. Ok, let's go. Rồi, mình sẽ đây mở cửa bằng đá nào. Yeah, let's go. Không được. Thế thì mình sẽ phải đảo lộn. Vẫn chưa được. Tiếp tục. Các bạn phải đảo lộn đến khi nào mà được thì thôi. Vẫn chưa được. Ok, let's go. Ồ, các bạn phải đặt vào đây, không là các bạn sẽ chết ngay. Rồi, ok. Mình sẽ dùng cái này để lấy cái miếng này. Ở đây thì sẽ có một chiếc chìa khóa. Rồi, ra ngoài thôi. Skip. Let's go. Rồi, bắt đầu lại đi vào trong sâu đây. Ở đây là một chiếc xe. Rồi mình sẽ quay lại. Các bạn vào đây và đào lên. Không biết là một cái gì ở bên trong. Một cuốn sách. Wow. The Books of Sarah.
Rồi, tiếp tục đi vào. Mình sẽ đặt cuốn sách này vào chỗ này. Chưa được, phải đặt tấm gỗ này vào trước. Sau đó thì đặt cuốn sách vào đây. Ở đây sẽ xuất hiện ra một linh hồn. Và linh hồn này sẽ chỉ cho các bạn cách làm sao để phá tan cái lời này của ông gã hè. Rồi, ok, và mình sẽ quay lại chỗ cũ. Khi đó thì có một tầng hầm nó đã mở ra. Và trong tầng hầm đó thì sẽ có hai quả bom. Các bạn sẽ đặt hai quả bom này vào chỗ hai cái bình ga. Lúc đó thì các bạn sẽ hoàn thành được game. Mình sẽ đi sâu vào đây. Không biết bao giờ thì mới ra phần 3 của tựa game này. Phần 3 thì theo mình nghĩ đó là cho ông gã hề sống lại. Sau đó các bạn lại đi tiêu diệt ông ta. Rồi một trái mình sẽ đặt chỗ này. Và một trái mình sẽ đặt ở trong cùng. Rồi một trái mình sẽ đặt ở đây. Sau đó thì mình sẽ quay về chỗ cũ. I need to run away now. Tức là các bạn chạy ngay đi. Và khi các bạn chạy đến cuối đường trong tầng hầm kia thì nó sẽ phát lộ. Ok, mình sẽ vào trong này và đóng những cánh cửa này vào. Khi đóng những cánh cửa này vào, sau đó thì mình sẽ đi vào góc sâu đây. Và vào góc sâu đây thì nó sẽ phát lộ luôn. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Slenderilla 2D. Let's go. Play, medium. Ok, một chiếc chìa khóa đầu tiên. Wow, bộ bàn tay ma. Ok, vào trong này nào. Căn phòng đầu tiên, chữ số 7. Các bạn vừa đi vừa phải để ý nhá. Cái này là tự game 2D cho nên là nhìn nó rất là nhanh. Nhưng các bạn phải để ý xem là ở dưới nó có rơi cái gì không, hoặc là nó có những chiếc chìa khóa hay là những chữ số gì không, thì các bạn phải nhìn thật nhanh. Ok, tiếp tục. Rồi, đi thẳng vào sâu bên trong. Oh my god, con ma nó vừa xuất hiện. Rồi, tiếp tục, mình sẽ ra ngoài. Ở đây thì khi đủ 4 chữ số, các bạn sẽ đọc vào đây. Là các bạn sẽ mở ra đây. Oh my god. Ok, mình đã lén được chiếc dìu vừa rồi. Một người chết ở đây. Oh my god. I see you. Đó, các bạn cứ đi theo những thứ tự của trong tựa game này.
Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ 5, Grandi Chapter 2. Let's go. One day. Ta phát hiện ra mình ở chỗ này. Let's go, let's go, let's go. Rồi, mình sẽ lên tầng 2 luôn. Mình đã mong chờ lên tầng 2 và mình đã lên được rồi. Jolly. Chết rồi, mình bị bao vây rồi. Oh my god. Wow. Đi luôn. Mình cứ tưởng ông bà này mình cho cùng đi một hướng, nhưng ai ngờ lại mỗi người đi một hướng. Đâm ra là mình lại không thể chạy được. Evil Granny. Let's go. New day. Sẽ được chính xác như thế nào. Oh my god, wow. Giúp mình. Các bạn chạy như nào đây? Oh my god. Bài này rất là nhanh luôn. Bài nhìn rất là khiếp. Tên con này thì khó hơn Evil luôn. Đó chính là tên này chạy rất là khó luôn. Nó không có lối nào là lối đi đường vòng. Đường vòng mới. Lại xem như thế nào. Cái lần này nói về một bà sơ, bà ta thờ quỷ Satan. Sau đó thì bị những kiểu là quỷ nhập vào người. Mà không hiểu sao bà này bà lại thờ quỷ Satan được. Thank you.
thiếu mất một đoạn dây. Bắt buộc phải tìm những cái thùng ở đây xem có gì không. Let's go, let's go. Đoạn dây được rồi. Sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2, đóng con dao ở đây vào. Ok, nguồn điện nó chạy. Merci, merci. Đây là chìa khóa để mình có thể chạy đi. Không có gì đâu. Đây, bắt buộc các bạn phải có một cái chữ số gì đó thì các bạn mới mở ra được. Mở ra đây. Wow, rất là kinh hãi luôn. Mới mở thêm cái khu này nữa, tức là khi có điện thì nó sẽ mở thêm một cái đường này. Wow, 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 rất là kinh khủng. Rồi mình xuống đây xem. Wow, chết luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Granny Chapter 1. Continue. Let's go. One day. Ok. Không có gì chỗ này. Xuống luôn đường này. Chị Granny này, chị ta đi rất là nhanh nhé các bạn nhé. Cho nên các bạn phải cẩn thận. Và chị ta nghe ngóng rất là cao luôn, tức là độ ngóng rất cao. Các bạn chỉ cần rơi cái gì thôi là chị ta phải đến được luôn lập tức. Ô, tôi chết rồi, bị vướng đây rồi. Không hiểu sao lại bị vướng với tài nhé. Vướng không đi nổi luôn. Đầm ra chị ta lại bắt mình một lần. Và khi các bạn bị một lần thì các bạn có thể đi đứng nó sẽ bị khập khiễng, như kiểu là chị ta vụt què mất một chân các bạn. Nhưng mà tốc độ đi thì vẫn thế. Đó, không kiểu rồi. Bị vướng một cái ở đây. Ok. Luồn lách thì vẫn đi được. Rồi mình sẽ ra ngoài vườn này xem có gì ở ngoài vườn này không. Có một ngôi nhà căn phòng ở ngoài vườn. Ok. Cái này thì bắt buộc có chìa khóa, các bạn phải lắp cái này vào được. Rồi, mình để cái này đây.
không có gì ở chỗ này. Hummus. Chạy thôi. Không kịp rồi. Ok. Rồi và mình sẽ bây giờ mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Đây là một tựa game ma Fog. Let's go. Tựa game ma này khi nó xuất hiện thì các bạn phải ấn vào để trúng ra. Nếu không thì sẽ nhìn nó một lúc là các bạn suy nghĩ nó bắt ngay. Ok. Và đây có rất nhiều ma luôn. Một căn phòng toàn ma là ma. Oh my gosh. Wow.